Thôi, nhanh lên. Chữ gì? Đi. 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 Đúng. Tí nữa thầy sẽ cho con nghe lại nha. Rồi con viết đi. Con viết đi. Đi. Hồi như con đưa con làm mà nghe tiếng cười cười luôn á. Nói thọt. Đi. 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 Không, nghe lại. Đi. 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 Nghe lại. Con bật cái loa á. Đi. 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 Rồi ok. Đọc đi. Con đọc. Không, con đang đọc tiếng Anh chứ con không đọc tiếng Việt. Đi. Rồi ghi đi. Con để đây nè, con để xuống nè, con để xuống. Rồi, con vừa làm con vừa đọc. Đi. 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 Tiếp. Đi. 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 Đang xin nhìn là một đi. Để bật cái chỗ này cho con đi. Dễ ẹp à. Ờ tự nhiên bên đây có mà sao bên đây cũng có. Ừ. Cái đó là thường á. Viết thường á. Con viết làm sao? Mày trời viết được chữ... rồi. Không con biết chữ. Biết con biết chữ ai rồi rồi. Để một phần cho xuống. Rồi, tiếp. Tôi bói này. Thôi đỡ lại đi, để con cặp vẽ chữ A. Đi. 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 Rồi, con điền chữ gì đây? Đọc lại. Đi. Đi. Vô đây, con viết chữ hoa cho thầy nha. Chữ hoa sao? Đây nè. Rồi, tiếp. Chữ gì? Đi. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho con đọc thử cái con vịt nó đọc làm sao nha. Đố con biết con vịt bird. Đọc không phải bird. Rồi, nghe thử nha. Duck. 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 Có âm khờ nữa. Duck. 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 Đó, đúng rồi, gần duck. Đúng rồi đó. Rồi, tiếp luôn. Duck. Nghe lại. Duck. Nghe, nghe kỹ nè. Dog. Dog. Không phải dog. 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 Nghe kỹ. Dog. Đó, đúng, gần đúng rồi. Ok, tiếp lên. Không phải dog. Dog. Không phải dog. 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 Đúng rồi. Nghe lại. Rồi lại, đọc thử coi. Đó. Đúng. Rồi. Gì? Không phải trót. Đọc lầm rồi đó. Phải nghe ra tiếng là của con chó rồi. Duck. Duck. Nghe kỹ lại. Duck. 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 Nghe lại đi, nghe lại đi. À, viết gì vậy, viết gì vậy? Sai rồi. Đó, đúng. Đó, đúng rồi. Tiếp. Vịt. Mr. Vịt. Mr. Vịt. Rồi con đọc lại cho thầy lần nữa coi. Đó, yes. Rồi, tiếp theo, cây trống đọc là gì nha? Cây trống đọc là bibi. Không phải bibi. Drum. Đó. Drum. Drum. Không phải drum. 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 Nghe kỹ. Drum.
Drum. Đó, cái từ đó đúng. Lại. Drum. Không phải. Drum. Không phải run đâu. Drum. Đó, Donald Trump á, con nghe chưa? Cô Trump. Ờ, cô Trump. Nhưng mà mình đọc nặng hơn một tí thôi. Cô Trump. Nhưng mà mình đọc nặng hơn tí nữa. Trump. Nghe kỹ. Trump.